Ông vào nhà tắm trước đi. Ê. 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 Nhảm nhí. Hôm trước tôi đi vội quá, không kịp chào ông. Không sao đâu. Mà sao đứng xa thế? Thế này đã đủ gần chưa? Hơi gần quá rồi đấy. Hôm trước cô Yến bảo mẹ bà trả tiền phòng rồi. Bây giờ cho tôi gửi lại nhé. Thôi, mẹ tôi là mẹ tôi, đâu liên quan gì đến tôi. À mà quên không bảo, Facebook của bà tôi xử lý xong rồi đấy. Nếu thế thì ông đang hộ tôi một bót đính chính. Tôi đang bị cấm túc, chẳng được đăng gì hết. Sao lại cấm túc vớ vẩn thế nhỉ? Thế ngoài cấm những cái đấy ra thì còn cấm gì nữa không? Cấm hết. Chả được làm gì. Không đi chơi, không net, không game. Điện thoại thì cục gạch, không có mô tra Facebook gì hết. Không thấy bà liên lạc tôi cũng đoán thế. Với cả để làm tròn bổn phận của mình thì chắc tôi sẽ giúp bà duy trì tài khoản. Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Thôi khỏi đi. Ông chỉ cần đăng đính chính thôi là được. Bố mẹ tôi cấm ghê lắm. Bây giờ mà đăng, bố mẹ tôi biết lại mệt. Vậy là từ bỏ à? Chả biết nữa. Nhưng chắc chắn phải nghỉ một thời gian. Tôi làm nhà tôi lao đao quá rồi. Bố béo dỗi tôi 3 hôm nay. Vậy là bao công sức hai chúng ta gây dựng, bây giờ bà định bỏ lại. Thì có phải là tôi muốn thế đâu. Chị cài quần áo đi. Lại bị lừa. Linh này, dù thế nào đi nữa, đừng từ bỏ đam mê. Bà phải hứa với tôi, bà là người duy nhất quyết định cuộc sống của bà. Với cả bà làm tôi thất vọng đấy. Ê này, chính ra trường mày khu thể chất rộng phết nhở? Trường quốc tế mà. Quốc tế khác, xịn thật đấy. À mà này, mày quyết định cạch mặt Linh rồi đấy à? Cạch rồi. Thực ra ấy, tao nghĩ nó cũng có lý do riêng của nó thôi. Chứ nó cũng không có muốn dừng lại giữa chừng như thế đâu. Nó là một trong những cái đứa yếu đuối nhất trong tất cả những đứa yếu đuối mà tao đã từng gặp. Nó con gái. Nó được quyền yếu đuối và được quyền lựa chọn cuộc sống riêng của mình. Còn 2 tuần nữa thôi là đến hạn 3 tháng kể từ lúc tao hứa với bố tao là tao sẽ thành công mẹ. Bây giờ nó bỏ lại tao một mình với cả đống hỗn độn này. Đôi khi ấy, không phải mày cứ muốn gì là được đấy đâu Nam ạ. Cuộc đời mà. À mà này, cái vụ mày đánh thằng hôm trước ấy, giải quyết sao ấy? Ngoài một gạch trong hạnh kiểm ra thì tao phát hiện thầy hiệu trưởng trường tao quái thai ngâm axit mẹ. Nam, và đây cũng là Nam, cả lớp đang chờ hai em ấy. Đây là tiết sinh hoạt, các em có cả tiết để nhìn nhau. Tớ xin lỗi vì đã lỡ tay đấm vỡ mồm bạn và làm tổn hại đến cái nhan sắc cũng tương đối hạn chế của bạn. Tôi tha lỗi cho bạn vì việc đã cư xử như thằng trẻ trâu, thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Mà tôi cũng thông cảm cho cái sự dại gái của bạn, mặc dù đối tượng không được sáng láng cho lắm. Giờ hai em thể bắt tay nhau giải hòa đi.
Và giờ hai bạn có thể ôm nhau. Cảm ơn hai em. Theo sự chỉ đạo của thầy hiệu trưởng, từ giờ đi đâu hai em có nhau. Thì có sao đâu. Có sao đấy. Là sao cơ? Bên cạnh nhau đúng nghĩa đen luôn đấy. Hello. Mày đi ra chỗ khác để bọn tao tập được không? Không được. Mày có muốn bị trừ hạnh kiểm không? Hạnh kiểm âm được đâu. Mà mày đang hạnh kiểm gì đấy? Hạnh kiểm gì là được. Qua được lớp là được. Mày cố gắng đừng để bị đúp. Tao không chơi mấy thằng bị đúp đâu. Không chuyện thế đâu. Gì đây? Đấy, vô sinh. Mà tao vẫn chưa biết lý do tại sao Linh nó từ bỏ rồi ấy. Nó bảo với tao nó không muốn hoạt động online nữa. Nó bảo muốn dành thời gian cho gia đình. Và đấy, tao là thằng không có gia đình, cho nên là tao chả là ai cả, tao chả là gì cả thôi. Mày nói liên thuyên cái gì đấy? Này, từ lúc yêu ấy, người ta tụt canxi, còn mày tụt IQ à? Tao thừa thông minh để hiểu cái câu mày vừa nói đấy. Thằng có. Mà hôm qua về nhà ấy, tao gặp bố mẹ Linh, đưa nó về. Thế á? Xong rồi sao? Còn sáng nay tao gặp nó, tao để hỏi nó có muốn tao giúp duy trì tài khoản không? Thì nó bảo không, nó vẫn muốn dành thời gian cho gia đình hơn. Đấy, cho nên là tất cả cái công sức của tao đổ sông đổ bể hết. Nhưng mà nghĩ cũng khó, nó bị cấm như thế, điện thoại còn chả có, làm ăn gì được. Bây giờ ấy, cái người tâm huyết ấy, thì người ta sẽ có cách để thuyết phục bố mẹ, đúng không? Còn đây, cái tài khoản đấy, cho dù là nó thành công, nhưng mà nó vẫn có sự góp sức của tao, cho nên nó vẫn là tài khoản chung. Thì mày cứ nói thẳng với nó, mày cần dùng cái nick đấy để kiếm cơm. Tao nghĩ đâu cũng chả hẹp hòi gì mà chuyển luôn quyền quản lý cho mày đâu. Tao không cần cái nick đấy để kiếm cơm. Nhưng mà mày chả vừa nói là đấy là tài sản chung của hai đứa, cái con què gì cơ mà. Chỉ là không thể vứt tất cả mọi thứ đi trong vòng một phút thế được. À, mày nghĩ thử xem, tự nhiên bố mẹ phát hiện ra con gái mình ở chung phòng một thằng con trai tận mấy tháng chơi liền, không bắt rồ lên mà lạ đấy. Thế nó phải sống với tao, tao không phải sống với nó chắc. Nhưng mà mày là con trai, mày khác, gia đình mày cũng khác nữa. Thế có nghĩa là tao là thằng bị gia đình ruồng bỏ, bố mẹ không quan tâm, cho nên là không hiểu chuyện đúng không? Ý tao mày thế, thằng Hâm. Thế còn bao nhiêu công sức của tao là tao, nó có thèm quan tâm đâu. Mày không biết đấy thôi, Linh nó thực sự quan tâm mày đấy. Ai kể cho mày? Có vài lần tao sang nhà bọn mày, tao đón Linh đi ăn, bọn tao đi vòng vòng rồi nói chuyện với nhau tí. Vài lần cơ. Tại vì hôm đấy Kiều Anh nó vẫn đang giận tao. Mà thực ra ấy, bây giờ nó vẫn còn đang giận. Nên là tao qua đón Linh vì nghĩ Linh là bạn thân nó, có cách giải quyết không? Em đói à? Anh gọi thêm bà Siên nữa nhá. Em hơi no rồi. Hơi no á? Đi ăn mà hơi no à? Đi ăn là phải no hẳn chứ. Để anh gọi thêm. Chị ơi, mời quen thì Siên nữa. Hà Dũng này. Ôi. Hôm nay anh rủ em đi ăn có việc gì á? À, có gì đâu. Tại vì anh thấy từ lúc anh em mình chơi với nhau ấy, thì cũng chưa có ra ngoài nói chuyện với nhau bao giờ cả. Thì tiện hôm nay anh đang đói, anh rủ em đi ăn. Mày tua đến đoạn cần nói đi. Rồi, đây đây đây. Mà chắc anh định hỏi em chuyện Kiều Anh đúng không? Đừng kể cho tao chuyện của Kiều Anh.
Ừ. Mà này, trước bây giờ em và Nam thân nhau lắm nhở? Thật ra lúc đầu em cũng ghét lắm, nhưng bây giờ đỡ rồi. Tua lại lên trên một tí. Kiểu anh may mắn thật, có một người như anh ở bên cạnh, chẳng như em. Em nói Nam á, thằng này nó lại cũng thông minh hơn anh. Đấy là điều mà anh chẳng bao giờ phủ nhận cả. Gớm, đồng đội lại bênh nhau rồi. Cơ mà tính nó cũng dị em ạ. Cũng do hoàn cảnh của bé của nó nữa. Ai mới tiếp xúc với nó cũng nghĩ, ôi sao thằng này sao ích kỷ vậy, lúc nào cũng chỉ biết yêu bản thân mình thôi. Thằng Nam này nói 9 câu thì 10 câu đã khó lọt tai rồi. Mà ông biết bọn mình đi ăn mảnh như thế này chắc tức chết. Kệ nó đi em. Mà này, chắc bây giờ em cả Nam thân nhau lắm nhở? Thật ra lúc đầu em cũng ghét lắm, nhưng bây giờ đỡ rồi. Anh tiếp xúc lần đầu con ghét đó là hồi năm 7 tuổi á, anh và nó còn đánh nhau mà quen được nhau mà. Thật á? Em thì lúc mới đầu em thấy sao mà lại có con người cộc cằn ích kỷ đáng ghét thế không biết. Em chỉ muốn tống cổ ra khỏi nhà thôi. Về sau cãi nhau nhiều thành quen, em coi Nam như một người bạn thân vậy.